Đây là chiếc đồng hồ SK của bác Toàn ở Thái Chất, Hà Nội 0983667629 gửi cho em. Tuấn 0977362824. Đó. Đồng hồ của bác ở đây. Thì em sẽ kiểm tra. Em thấy là khi mình quay đây, em rút ra trình giờ này. Khi mình quay thì các bác nhìn nhé. Đây bệnh này bác không nói. Em cũng không biết nữa này, không nhảy được lịch này. Đó, không nhảy lịch nhé. Đó, các bác thấy không? Bây giờ em sẽ khắc phục cái bệnh này. Tháo ra kiểm tra và khắc phục luôn cho bác ấy. Xem nó bị làm sao. Sẽ nhổ cái kim này ra. Cái một số này của bác ấy, người ta gắn keo nhé. Đây là người ta gắn keo này. Đó. Thợ gắn keo này các bác này. Đấy. À, nó không có chân này các bác này. Bị gãy chân rồi. Đó, nó bị gãy chân rồi nhá. Thực ra nó phải có hai cái chân này. Nhưng mà nó bị gãy chân nên người ta gắn keo. Đó. Em sẽ kiểm tra xem cái đồng hồ này nó bị làm sao mà nó không nhảy lịch. Đó. Cái bệnh này thì bác này bác không nói cho em cái bệnh này. Nhưng mà em sẽ xem nó bị làm sao. À, cái này bánh lịch thép này. Nhưng mà em nhìn qua em thấy thợ họ đang lắp có vấn đề này chỗ này này. Không biết các bác có nhìn thấy không, nhưng mà em nhìn em thấy thợ lắp có vấn đề đang bị vênh này. Cái này lỗi cho thợ nhé thế này. Đó. Các bác nhìn thấy nó bị hở không? Này. Bị vênh. Cái này do thợ lắp nhé này. Này, các bác nhìn nhá. Em bấm này. Đó. Bây giờ em thử rút ra quay xem nào. Đây các bác nhìn thấy bánh lịch không nhảy này. Bây giờ để tháo ra xem nhé. Kiểm tra luôn cho khách. Cái này bác không nói đâu, nhưng mà em sẽ sửa cho bác cái này miễn phí thôi. Nhìn đây là bác khách ở phương xa gửi à, người ta tin tưởng mình, người ta gửi. Thì mình thấy nó bị làm sao thì mình sửa cho người ta thôi. Đó. Mình tháo cái này khéo léo một tí chứ không gãy bánh lịch. Đó. À, em sẽ kiểm tra cái răng này. Xem nó bị làm sao mà nó không quay. Đó, em sẽ soi với ống nhòm, em nhìn. Máy này không làm sao cả. Tại sao nó không quay đúng không? Bây giờ em sẽ lắp thử vào để kiểm tra. Đó. Bây giờ em thử quay nhé, xem có chỗ chạy không. Quay rồi. À, cái này là lỗi này là lỗi do thợ nhé bác nhé. Thợ lắp nhá. Bây giờ em lắp vào cho các bác xem nhá. Em chưa thay cái gì cả đâu, em chưa động vào cái gì cả nhá. Bây giờ em lắp vào xem các bác xem này, nó có bánh lịch nó có quay không nhá. Thì là biết ngay, đúng không? Đây em quay này, nó quay này, các bác nhìn thấy không? Đó. Nó lại chạy chạy đây này. Đấy là do thợ lắp cái này không chuẩn. Nên là nó bị kênh đấy, các bác nhìn thấy vừa nãy em chỉ cho các bác này, nó nhìn nó bị kênh đấy. Đúng không? Đấy, thế là em cứu cho bác em một cái bệnh nữa nhá. Đó. Em cứu cho bác hai bệnh rồi đấy. Vừa lấy một bệnh này nhá. Bệnh này bệnh thứ hai. Bác này cũng nhiệt tình gọi điện hỏi em. À, thì em cũng tư vấn cho bác ấy. Thì em bảo cái bạn Zalo với em có cái số điện thoại này các bác này. Đó. Thì em sẽ tư vấn cho bác, tư vấn sau đó thì em sẽ báo giá cho bác ấy.
Nếu bác thấy giá cả hợp lý thì các bác gửi cho em sửa nhé. Em báo giá trực tiếp luôn cho các bác ấy. Trước tiên là em bắt bệnh nhá. Để bắt bệnh thì các bác chụp ảnh cho em, mặt trước mặt sau. Và nếu được chụp được phần máy thì càng tốt. Nếu không chụp được phần máy thì thôi, cứ nói qua bệnh thì em sẽ bắt bệnh chính xác cho các bác. Em bắt bệnh không sao. Đây, bây giờ em quay cho các bác nhìn nhá. Đấy, các bác nhìn thấy cái bánh này nó chạy chưa? Đấy, vừa nãy bánh này không quay đúng không? Bây giờ em sẽ lắp cái lịch về nhá. Đó. Thế là em đã sửa cho bác cái lịch này nó bị không nhảy đấy. Bác Toàn nhá. Đây lỗi của thợ nhá bác nhá. Bây giờ này, em sẽ lắp luôn mặt số này. Lắp luôn mặt số cho bác ấy. Đấy, trước kia người ta gắn keo thì em cũng phải gắn keo cho bác thôi nhá. Em dùng keo xịn nha, keo gắn mặt kính của ấy đấy, của điện thoại ấy ạ. Thì em chơi kiểu này, chơi khác người một tí. Nó thực ra nếu mà các bác ấy thì dùng keo con chó cũng được nhá. Đấy, em thì lười nên là em táo ngược, em chơi kiểu táo ngược. Đấy, sau đó là em sẽ B700 đấy. Đó. Gắn vào cho bác ấy. Cái này là của bác ấy bị gãy chân rồi nhá, chứ không phải là em làm gãy đâu. Đó, bây giờ em sẽ gắn vào cho bác ấy. Cái này chỉ cần một tí thôi nhá các bác nhá, đừng lấy nhiều. Cái này gắn thì ít, bỏ đi thì nhiều thôi. Nên là mình chỉ chấm một tí thôi. Đó. Để cho nó giữ chân thôi, không tham. Lúc em tháo ra em chỉ cho các bác đấy, không thì các bác ấy bảo là em làm gãy chân thì to đấy, mang tiếng lắm các bác nhá. Đó. Rồi chấm một tí vào đây nữa. Chọn chắc chắn. Rồi ok. Đó. Đó, bây giờ em sẽ quay cho nó nhảy lịch, các bác nhìn nhé, nó sẽ nhảy lịch này. Đấy. Không được rồi các bác ạ. Bởi vì do người ta lắp lệch nên là nó làm gãy mất cái bánh chuyển nhựa này này. Đấy, cái lúc mà nó phập phồng em nhìn chỉ cho bác đấy. Đấy, nên là nó gây ra hiện tượng như này. Bây giờ phải thay cái bánh đi thôi, thay cái bánh chuyển vừa nãy ấy thì mới được, vì do là thợ lắp kênh nên là nó bị hỏng cái bánh ấy rồi. Đó. Đấy, tháo nhanh cái này ra để lấy cái bánh ấy ra. Đấy, do là thợ lắp kênh nên nó hỏng cái bánh này này. Đấy, bây giờ em sẽ lấy cái bánh răng này ra và em lấy thay cái bánh răng khác nhé. Đó là được. Đấy, em sẽ tháo ra. Tìm mãi với da bệnh của nó các bác ạ. Hóa ra bệnh của nó là ở đây ạ. Đây, cái trụ này của nó xoay này bác này. Bánh này không làm sao cả nhé. Đây này, cái này của nó xoay này. Đó. Bây giờ em sẽ tháo cái này ra để lấy cái bánh này ra, khắc phục cho bác ấy. Đây cái bánh này. Đó, nó xoay này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Nó bị tụt như này. Bây giờ em sẽ gắn lại cho bác ấy. Với những thợ khác này phải thay cái này nhá. Bây giờ em đang còn keo. Keo vừa nãy em chấm cho bác ấy, thì em sẽ gắn cái này vào cho bác ấy là ok. Đây này, các bác nhìn thấy này, nó tụt ra đúng không? Đây này. Đó, bây giờ em ấn vào nó hết rồi đấy, nó hết vị rồi đấy. Đó, nó bị cái này các bác này, nó rời ra đấy. Đó. Đó. Đó, đây này các bác nhìn này, nó bị rời ra như này.
Cách khắc phục rất đơn giản, dùng keo 52 chấm vào là xong. Đúng không ạ? Đấy. Đấy các bác.